Chào chị nhé, em đang đứng ở khu đô thị Vĩnh Hòa của Mạo Khê này. Đây là công ty Đông Bắc 91. Đi thẳng đường này là ra chỗ trường mầm non Edukid nhé. Còn ở đây trước mặt là đường quốc lộ 18A. Đi thẳng đường này 500m ra quốc lộ 18A nhé. Ngay đây là trạm y tế phường này. Đây là khu đô thị Vĩnh Hòa của thị trấn Mạo Khê nhé, thị xã Đông Triều. Đường tránh Mạo Khê, sau này nó sẽ là đường 10 làn ven sông chạy thẳng đây. Đi thẳng đường này là ra khu đô thị Vĩnh Hồng và khu đô thị Kim Thành nhé. Đường giao thông đi thẳng đường này là vào quốc lộ 18A này.